rất vui khi kinh doanh sản phẩm sâm Canada. Để có thể đưa ra sự cờ 5 năm trước, sản phẩm sâm Canada có thể sẽ có. Rồi sau đó là khoảng 3 tháng nay, thì mình quay trở lại sản phẩm sâm sử dụng thị trường Canada. Tôi đã quyết định nhập sâm Canada để Hồ Chí Minh, không chỉ cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cho những người dân Việt Nam dùng sử dụng để quản lý do làm mạnh xuôi thì nó bỏng từ cái bệnh tim, huyết áp, tiểu đường. Và sau khi sử dụng sâm thì bà hồi, thì đó là lý do sau khi tôi thấy sâm chất lượng sâm tốt, tôi quyết định là nhập sâm Canada về để kinh doanh sử dụng cho nhiều người Việt Nam rồi. Thank you, that's a fantastic personal experience. Thanks for sharing that. I know many in the Canadian ginseng pop values. I myself actually take ginseng almost every day. When I first wake up in the morning, instead of a coffee or a tea, I have a ginseng fish or sometimes even drink, sometimes mixed with other ingredients. And I found it very helpful for me personally. So thanks for sharing that experience as well. So, I'm going to share with you again. Give me a button, you can start về giá của Canada thì tôi thấy hiện thời là rất phù hợp với Việt Nam. Với cái mức mà tôi mong muốn mua ra cho chuyến đi thường ở số trang mình sẽ được là 15.000 đồng trong một ngày. 15.000 đồng thì giá nó không cao và nó sẽ cải thiện rất nhiều. Và hy vọng là Việt Nam với số trăm triệu chỉ cho người sẽ trở thành thị trường tốt cho sản phẩm Canada. Yes, I think you're on to something. I think you're right. Actually, Canadian ginseng is imported to Vietnam tariff-free thanks to CND, the comprehensive trade agreement that we have together. And this product comes to Vietnam with no tariffs and no duties. That makes it more affordable. We have seen consumption of Canadian ginseng increasing significantly in Vietnam, almost 100%, 100 times more in that class of adults than many consumers are already aware of the product and as you mentioned, both affordable and the healthy product. I want to say, like, sản phẩm sâm Canada thì những an ninh thương mại CND giữa hai nước thì đã giúp cho việc thuế nó còn xuống 0%, đó là cũng giúp cho cái việc là thuế của Việt Nam sẽ ngày càng hơn một khi mà mức giá của nó đã trở nên là rất là dễ mua để người ta có hy vọng là trong tương lai thì sản phẩm này sẽ ngày càng tốt. Tôi cảm ơn lãnh sự quán Canada đã tổ chức buổi seminar ngày hôm nay cho tôi có cơ hội giới thiệu sâm Canada đến mọi người hiểu nhiều hơn. Và đây là bước khởi đầu của tôi khi kinh doanh khi được sâm Thank you again for your time, for your support, and all of the friends and colleagues who are here with us today. Fantastic. Thank you.